chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Liên minh 4 nước tuyên bố gửi tên lửa phòng không cho Ukraine. Binh sĩ Ukraine đột kích chiến hào Nga gần Bakhmut. Trực thăng K-52 của Nga phóng tên lửa phá hủy liên tiếp 2 xe tăng Ukraine. Mỹ có nguy cơ trắng tay nếu Ukraine phản công bất thành. Bây giờ là tin chi tiết. Mỹ, Anh, Hà Lan và Đan Mạch sẽ cùng nhau gửi các trang thiết bị quốc phòng, bao gồm hàng trăm tên lửa để hỗ trợ Ukraine. Đây là nội dung tuyên bố chung của cả 4 nước vừa được phía Anh xác nhận trước báo giới ngày 15 tháng 6. Theo nguồn tin, đợt chuyển giao trang thiết bị vũ khí lần này đã được khởi động và sẽ sớm hoàn tất trong vài tuần tới. Đợt chuyển giao vũ khí quân sự mới này được công bố ngay trước thềm cuộc họp nhóm tiếp xúc về Ukraine do Mỹ dẫn đầu sẽ diễn ra ở Bỉ. Cùng với chiến sự ngày một leo thang ở Ukraine, phương Tây cũng bắt đầu thay đổi chính sách viện trợ vũ khí khi mở rộng việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe thiết giáp chuẩn NATO cho Ukraine. Những cam kết mới dường như đánh dấu sự thay đổi chính sách của các nước phương Tây về việc cung cấp vũ khí mang tính sát thương cao hơn cho quân đội của quốc gia Đông Âu này. Trong video, các binh sĩ Ukraine ẩn nấp trong những bụi cây, sau đó từ từ tiến đến cứ điểm của Nga, sử dụng súng trường và lựu đạn để ngăn đòn phản kích của đối phương. Sau khi thăm dò ở bên ngoài, một số binh sĩ đã tiến sâu vào bên trong chiến hào. Reuters cho biết không thể xác minh ngày tháng hoặc địa điểm cụ thể diễn ra cuộc tấn công. Trước đó, các lực lượng Ukraine cho biết đã tiến hành tấn công quân đội Nga trên nhiều hướng, trong đó có cả Bakhmut ở Donetsk, một điểm nóng chính trong cuộc xung đột. Trong thông báo trên Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, ở phía đông, đối phương tiếp tục tập trung lực lượng và vũ khí, đồng thời rút lực lượng dự trữ từ các nơi khác. Một đơn vị tấn công của Nga đã chuyển dịch từ phía nam sang phía đông. Bà Malia cho biết, Ukraine vẫn đang tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Bakhmut, cũng như ở khu vực Berdyansk và Mariupol, đồng thời đạt được nhiều bước tiến. Theo quan chức này, Nga đã tăng cường số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích, cũng như các cuộc tấn công bằng pháo binh và súng cối. Hiện các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với sự kháng cự gay gắt của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 6 công bố video cho thấy trực thăng tấn công K-52 của nước này đã phóng tên lửa dẫn đường tiêu diệt liên tiếp 2 xe tăng của quân đội Ukraine. Đoạn video trích xuất từ chính camera gắn trên trực thăng K-52 được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên mạng xã hội cho thấy xe tăng Ukraine đang tiến đến gần các cứ điểm của Nga ở khu vực miền nam Donbass. Chúng đang đi sát nhau. Phi hành đoàn của trực thăng đã bắn liên tiếp 2 tên lửa dẫn đường khiến 2 xe tăng bốc cháy, cột khói đen nghi ngút bốc lên cao. Quân đội Nga cho biết 2 xe tăng và các kíp lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công. Trực thăng Kamov K-52 Alligator là trực thăng tấn công đa nhiệm của Nga, hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết cả ban ngày và ban đêm. K-52 sử dụng động cơ tua biên trục TV3-117 VMA nâng cấp, được trang bị một lớp giáp chịu được đạn 23mm. Khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn chống lại Nga, phương Tây kỳ vọng các lực lượng Kiev sẽ sớm giành thắng lợi và nhanh chóng lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất. Nếu Ukraine không đạt được những mục tiêu đề ra, thì điều này sẽ đặt Mỹ và các đồng minh châu Âu vào tình huống khó xử. Phát biểu với báo chí tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, với số lượng vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, chúng tôi hy vọng họ sẽ thành công vượt trội. Song ông lưu ý, hầu hết mọi người nên có cái nhìn thực tế về cuộc phản công mà Ukraine đang thực hiện. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, kịch bản lý tưởng nhất là Ukraine sử dụng xe tăng theo tiêu chuẩn NATO để cắt đứt cây cầu đất liền của Nga nối giữa miền Đông và miền Nam Ukraine, hoặc kiểm soát các cửa ngõ trên bộ và trên biển tới bán đảo Crimea. Những bước tiến như vậy sẽ phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường và dập tắt mọi lời kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden xem xét lại chính sách viện trợ Ukraine. Mỹ chưa cho biết điều gì sẽ tạo nên thành công của Ukraine khi xuyên phá hệ thống phòng thủ đáng gờm của Mỹ, nhưng rủi ro của chính quyền Tổng thống Biden sẽ rất lớn nếu Ukraine thất bại. Khi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đến gần, Tổng thống Biden cần Ukraine giành được chiến thắng lớn trên chiến trường để chứng tỏ sự ủng hộ của ông dành cho Ukraine là đúng đắn. Điều này sẽ giúp chính quyền Biden củng cố chính sách đối ngoại, thu hút sự ủng hộ của lưỡng đảo Mỹ và chứng minh sức mạnh quân sự của nước này. Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Washington tuần trước, ông Biden cho biết,
Tôi muốn mọi người hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không hỗ trợ Ukraine. Các bạn có nghĩ Nga sẽ chỉ dừng lại ở Ukraine hay không? Tôi nghĩ là không. Ông Biden cũng cảnh báo, Trung Quốc, một đối tác thân cận với Nga, cũng đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến xảy ra. Tại Washington, có nhiều ý kiến cho rằng việc Mỹ cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine là quá nhiều trong bối cảnh kinh tế nước này đang rơi vào bất ổn. Những người khác chỉ trích việc Washington chậm chuyển giao vũ khí và từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cũng như máy bay chiến đấu hiện đại cho Kiev đã khiến Ukraine thiếu công cụ cần thiết để giành chiến thắng. Bất kể nỗ lực viện trợ của Mỹ ra sao, chắc chắn những lời chỉ trích sẽ ngày càng gay gắt hơn nếu Ukraine không giành được những vùng lãnh thổ quan trọng trong những tuần tới. Hiện, kho vũ khí của Mỹ và đồng minh đang dần cạn kiệt và vấn đề này được cho là đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh mối đe dọa của Nga và Trung Quốc ngày càng gia tăng, Washington Post lưu ý. Nhiều chuyên gia quốc phòng cho rằng, nỗ lực viện trợ cho Ukraine đã phơi bày những lỗ hổng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và châu Âu, đáng chú ý là vấn đề thiếu hụt lao động và chuỗi cung ứng. Dù Mỹ đã tích cực sửa đổi chính sách mua sắm vũ khí của Bộ Quốc phòng vào năm 2020, nhưng trong một đánh giá mới đây, Văn phòng Kiểm định Chính phủ Mỹ cho biết, nước này tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc nhanh chóng phát triển vũ khí thế hệ mới và đáp ứng nhu cầu quân sự. Nếu Ukraine chỉ đạt được những lợi ích hạn chế, thì điều đó sẽ khiến phương Tây gia tăng áp lực, buộc nước này phải đàm phán với Nga về một thỏa thuận không có lợi cho Ukraine. Ukraine muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ bị mất, trong đó có bán đảo Crimea, khu vực ly khai miền Đông, cùng những khu vực khác mà Nga đã kiểm soát kể từ khi xung đột nổ ra. Chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky cũng muốn tìm kiếm tư cách thành viên đầy đủ trong NATO để ngăn chặn các mối đe dọa của Nga trong tương lai. Những diễn biến trên thực địa thời gian tới sẽ đè nặng lên vai các nhà lãnh đạo phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm 2023 tại Vilnius, Litva. Mặc dù ủng hộ Ukraine bảo vệ lãnh thổ, nhưng chính phủ phương Tây có quan điểm khác nhau về nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev. Ở giai đoạn đầu xung đột, viện trợ an ninh mà Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine chủ yếu được sử dụng cho mục đích phòng thủ. Ukraine đã sử dụng những vũ khí nhỏ và vũ khí phòng thủ tầm ngắn để ngăn quân đội Nga chiếm thủ đô Kiev. Khi Moscow tập hợp lại lực lượng và tập trung vào các mục tiêu ở phía đông và phía nam, mở rộng khu vực kiểm soát thành một mặt trận vững chắc dài gần 1.000 km tại Ukraine, phương Tây cuối cùng đã gửi pháo hạng nặng và tên lửa có độ chính xác cao để ngăn chặn bước tiến của Nga. Nhưng thời gian chưa bao giờ đứng về phía Ukraine. Trong suốt 16 tháng qua, quân đội nước này đã phải nỗ lực rất nhiều để chiến đấu với một đối thủ vượt trội hơn về cả binh lực và vật lực. Cuộc phản công của Ukraine hiện đang ở giai đoạn đầu. Vẫn chưa rõ liệu các cuộc tấn công rải rác của Ukraine, chủ yếu ở phía đông và phía nam, có báo hiệu đây là hướng tấn công chính hay chỉ là chiêu bài đánh lạc hướng sự chú ý của Nga. Nhiệm vụ cấp bách của Ukraine hiện giờ là tăng cường tấn công và xuyên phá hệ thống phòng thủ của Nga. Thành bại của đợt phản công được quyết định bởi mức độ tiến quân có tuyến phòng thủ, cũng như việc Ukraine có bao nhiêu quân dự bị để tiến lên phía trước. Nhưng Kiev đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn do vũ khí cải tiến và sự đổi mới chiến thuật của Nga. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.